Hôm nay mình giới thiệu với các bạn quầy xôi của cô Phi ở góc đường Đồng Khởi với lại Lý Tự Trọng ha mọi người. Cô Phi là cho biết là đã bán ở đây từ trước năm 1975 tới giờ rồi. Cô bán ở đây từ đó tới giờ là cùng một địa điểm này thôi. Đã bán được có mấy nhà. Hồi đó là tính bằng cắt á thôi cô ha. Dạ. Và cô chỉ bán xôi duy nhất từ đó tới giờ thôi. Từ đó tới giờ cô bán món gì? Xôi cô tự làm luôn hả? Xôi cô tự làm. Mua bên trong làm bán. Xôi của cô, cái đặc điểm ngon xôi của cô là gì? Cô có thể giới thiệu mọi người. Cốm dẹp á. Cốm dẹp. Cốm dẹp ở Trà Vinh á. Ở Trà Vinh đang đi tới bán cho mình. Dạ. Xôi này cô lấy ta về cô bán hả? Mua về trộn. À mua về trộn. Mua một bao, hai bao về trộn. Cô bỏ bao mấy chục ký. À, một ngày cô bán bao nhiêu mâm như thế này? Ở đây bán có mấy ký được rồi. Mấy ký? 30 ký. Dạ. Nó ngon là do mình trộn, cái công thức mình trộn. Cái trộn nó mới chặt là thua. À. Nhẹ áo nhẹt ăn ăn chê liền. Trộn không ngon mà lạc mà ngọt quá thì không chê vừa ăn ngọt. À. Đây coi cái xôi cô trộn nha, nó có cái độ dẻo, độ khô vừa phải nè ha. Hồng quen nè, hồng quen có độ. Dạ. Cái cách cái đồ nước. Hồi xưa mình có đồ xôi không cô? Hả? Hồi xưa cô bán cô có thổi xôi bán không? Đúng là trộn như vậy thôi hả? Lớn nhỏ coi. À lớn. Cô bán từ 75 là giờ là 45 năm rồi. Quen lắm rồi. Dạ. Quen nuôi, bán đây bán nuôi. Hồi trước bán 13 nó chưa làm, giờ đây bán cổng. Dạ, hồi trước bán cổng 13 nó. Không, hồi trước bán bên đây vậy. À, sao bên hông 13. Bây giờ 13 nó không cho bán nữa, giờ ngồi đây. Dạ. Lớn này 20 hả cô? Một ngày cô chỉ bán từ mấy giờ? 5 giờ tới 8 giờ. Dạo bán khác. Dạ. Cô bán từ 5 giờ cho tới khi hết xôi thì về ha. Hết giờ làm gì đó. Dạ. Giờ người ta ăn xôi này nhiều không cô? Xôi cốm dẹp nè. Thì em qua đây làm bữa. À. Dạ. Con thấy cô mặc vest rất là đẹp nè. Đây là thời trang hàng ngày của cô hả cô? Cái áo vest nè là cô vẫn thường mặc như vậy đúng không? Mặc cái bát để tiền nè. Dạ. Có cái túi với để tiền nha.